Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày nụ cười thế giới, ngày để cả thế giới cùng nhau thực hiện một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, đó là mỉm cười và giúp cho những người xung quanh được mỉm cười. Có rất nhiều câu nói về ý nghĩa của nụ cười, như là nụ cười mang hạnh phúc đến với gia đình, là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn. Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, là bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu. Và nhân sự kiện này, ngoài việc mỉm cười và giúp những người khác mỉm cười, thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những nụ cười được coi là đẹp nhất mọi thời đại. Đứng đầu trong danh sách 11 nụ cười đẹp nhất thế giới phải kể đến biểu tượng mặt cười, một ý tưởng của họa sĩ người Mỹ Harvey Ball vào năm 1963. Cũng chính bởi ý tưởng này, ngày nụ cười thế giới ra đời. Từ đó cho đến nay, hình ảnh mặt cười không có nếp nhăn này đã trở thành hình tượng dễ nhận biết nhất, thể hiện những điều thân thiện và vui vẻ trên khắp hành tinh. Tiếp đến là nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa trong bức họa danh tiếng của Leonardo da Vinci, nụ cười của Shirley Temple, tỏa sáng trên mặt ảnh những năm 1930. Nụ cười hoàn hảo như một diễn viên của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nổi lên trong số các nhà lãnh đạo thế giới với một nụ cười đi vào lịch sử. Nụ cười của người đàn bà đẹp Julia Roberts thường được trích dẫn là có một trong những nụ cười đẹp nhất trong phim. Hai nụ cười của người Hy Lạp thường được coi là một chỉ số hạnh phúc trong cuộc đời sống của họ. Và trẻ em luôn có một nụ cười trong sáng, đáng yêu. Ngày nụ cười thế giới được kỷ niệm thường niên vào ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 10. Và ý tưởng về ngày này thì bắt nguồn từ họa sĩ người Mỹ Harvey Ball, người đã sáng tạo ra hình mặt cười vào năm 1963. Ban đầu thì ông thiết kế biểu tượng này thì cho một công ty bảo hiểm. Và để cổ vũ cho tinh thần của nhân viên sau việc sáp nhập công ty thì biểu tượng này đã được in lên các phù hiệu tròn, poster và các tấm cát. Các phù hiệu này trở nên rất phổ biến với hơn 50 triệu chiếc được bán ra vào năm 1971. Harvey Ball chỉ được trả công có $45, tức là khoảng chưa đến 1 triệu đồng cho việc thiết kế ra biểu tượng rất nổi tiếng này. Và ông thì cũng chưa bao giờ đăng ký bản quyền cho nó và cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Sau khi Harvey qua đời vào năm 2001 thì tổ chức Nụ cười Thế giới đã được thành lập để tưởng nhớ tên tuổi của ông. Ngày nay thì nụ cười được coi là thứ ngôn ngữ, là thông điệp chung cho toàn thế giới. Nó dễ hiểu, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, chính trị. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì vậy trong ngày nụ cười thế giới thì mọi người lại càng phải cười nhiều hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn những ngày bình thường khác.